Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đây là những cái gọi là đĩa về giảng dạy về bên Phật Pháp. Thì ở ở Việt Nam mình thì nói chung là những cái dạng mà đĩa này vẫn còn các bạn. Và đây là một trong những cái phương thức mà như là để các thầy truyền đạo, những cái thầy giảng giải về những cái vấn đề gặp phải trong cuộc sống của mình. Thì những cái đĩa này á, mình kiếm rất là dễ. Ở những cái chỗ mà ăn chay, rồi ở những cái chỗ mà chúng ta đến chùa, chúng ta thỉnh này thỉnh kia là làm công quả, thì người ta sẽ phát miễn phí cho mình những cái tấm đĩa như thế này. Rồi những Phật tử nào mà phát tâm, họ có thể là coi như là họ họ lấy cái đĩa của người thầy mà họ yêu mến, họ sẽ in ra là vài ngàn đĩa hay vài trăm đĩa để người ta phát cho những cái người mà ta cần tới. Thì ví dụ như này đó, đây là đi tìm chốn bình an của Đại Đức Thích Phước Tiến. Đây thì có chùa là chùa Long Phước, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Rồi Mắt Thương Cuộc Đời Thích Phước Tiến, hai đĩa in đó, có in hình của thầy luôn đó. Tu Viện Phật Đạo Australia đó, rất là nhiều các bạn. Ở những cái đĩa này hiện cho ông đang ngồi đó coi, dạng VCD mà VCD thì nó vừa có hình ảnh và vừa có âm thanh luôn. Có một số đĩa thì là CD không, rất là nhiều các bạn. Những cái này á, nhiều khi miễn phí, trời ơi vui lắm các bạn. Mình lại những cái chỗ ăn chay hay lại những cái chỗ nào mà có gia đình người ta là Phật tử á, thì người ta phát miễn phí cho mình, ta để nguyên cái rổ rồi đó. Các bạn muốn lấy nhiều bạn lấy, bạn lấy những cái mà các bạn hay thôi, như sách kinh thực tại hiện tiền này nọ như rất là nhiều đó. Rồi đây là những cái phương pháp mà gọi là truyền đạo, những phương pháp chia sẻ của các thầy. Bây giờ cái thời này cũng còn lâu các bạn, thời này mình lấy những cái đĩa này chung cũng lâu. Tại giờ cái nhà mà người ta mà sử dụng những cái đầu VCD á, nó ít dần rồi. Bây giờ các thầy là cho lên hẳn mạng internet luôn, link YouTube các bạn. Ngồi các bạn coi này nọ khỏe lắm. Mỗi thầy hay mỗi chùa đang đều có kênh riêng. Các bạn ngồi bạn coi nhiều. Những cái này thì dù sau khi mà các bạn không còn coi nữa đó, thì các bạn cho người khác kiếm, những người nào mà đặc biệt là phải kiếm những người nào có cái như này CD, bạn CD bạn bỏ vô cái máy cassette, các bạn những một số cái máy cassette nó có cái đầu đọc CD á, thì các bạn vẫn coi được. Còn không được thì bằng VCD, bạn nghĩ là nó có đầu đĩa người ta mới coi được các bạn. Đây CD. Đó, CD sám hối tiếng hát Phư Dung. Cái này á, cái đĩa mà dạng hộp này các bạn là mình mua. Đây 15.000 các bạn, mua cái này trong khoảng năm hồi 2000 mấy các bạn ơi. Đây 7-8. Đây, một đĩa này nè. Sống có ích. Đó. Đây là của thầy Thích Chân Quang. Đó, mình cũng rất hâm mộ thầy này. Bây giờ mình mua cũng khá nhiều đĩa. Cái dạng hộp này luôn các bạn. Cái này á là giống như là có người tài trợ nữa các bạn, chứ dạng mà in ra rồi cái hộp này nọ mà bán có 15.000 á, thì nói chung là giá về thời ngày xưa là cũng không có cao đâu bạn, là cũng có Phật tử tài trợ giá, coi như là gọi là hỗ trợ giá cho giá nó giảm xuống các bạn đó. Nếu mà các bạn có thời gian thì sau này thì trên YouTube thì nó có sẵn hết trơn rồi, các bạn có thể lên trên đó các bạn coi, rất là nhiều, rất là đa dạng. Đây vâng, cảm ơn các bạn đã xem video mình. Vâng, và video mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có một cái ý kiến bình luận gì hay suy nghĩ gì, các bạn vui lòng comment với video cho mình biết nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.